Dạ, kế đến chúng con xin chuyển đến cho camera thầy Thích Hạnh Phú và xin đạo tràng Tùy Duyên Hà Tĩnh chuẩn bị câu hỏi của mình ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có câu hỏi hỏi những vị đồng tu đang có mặt trên sân mạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão Kế Sĩ Âm, cho con một lời khuyên. Nếu trường hợp người thân của đồng tu trong nhóm hộ niệm chúng con sẽ bỏ báo thân nhưng không đủ tiêu chuẩn quy tắc để mời ban hộ niệm, và người lâm chung này đến tận lúc yếu nhắc nhở mới gật đầu nghe niệm Phật, thời gian họ cho hộ niệm cũng chỉ là 12 giờ, nhưng do người lâm chung là người thân của đồng tu và chúng con cũng là người cùng thôn nên họ muốn nhờ một vài người cùng giúp đỡ. Trong trường hợp này chúng con đến thì có sợ rằng làm sai quy tắc trong pháp hộ niệm không ạ? Và nếu như người lâm chung này sau 12 giờ hộ niệm vẫn chưa được vãng sanh thì chúng con có bị kết oán với chúng sanh không ạ? Con thấy nếu mang tâm như vậy đi hộ niệm có thể ảnh hưởng đến từ trường hộ niệm thì có đúng không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành kính tri ân A Di Đà Phật. Xin đại hỏi lại là cái người bệnh đưa ra quyết định là chỉ niệm 12 giờ hay là gia đình? Hình như là gia đình á, tại vì người bệnh lúc đó cũng yếu rồi, không biết chỉ A Di Đà Phật. Diệu Âm xin nói với gia đình: hãy lấy lòng chí thành chí kính mà cứu mẹ mình đi. Đưa ra điều kiện chỉ được hộ niệm 12 tiếng đồng hồ là chư vị không có lòng thành lòng kính gì cả. Chư vị đã cảm thấy rằng là mẹ của mình chắc chắn 12 tiếng đồng hồ ngon lành rồi. Như vậy thì trong lòng của chư vị thực sự có sự kính cẩn nghe lời ban hộ niệm hay không? Những cái điều lệ khác chính chư vị có thật lòng gìn giữ hay không? Nếu thật lòng gìn giữ thì tất cả đều phải gìn giữ. Nếu chư vị không có thật lòng gìn giữ thì một điều không gìn giữ tượng trưng cho tất cả các điều không giữ gì. Tâm trạng của chư vị thực đáng buồn. Nếu muốn cứu mẹ mình, chư vị ơi, mẹ mình đã nằm trong cơn yếu đuối, chư vị có cách nào cứu mẹ mình được không? Không cách nào cứu mẹ mình thì lấy lòng thành lòng kính mà cứu mẹ mình đi, để cảm ơn đạo giáo mà vật thương tình giúp đỡ đi chư vị. Hãy năn nỉ cúi đầu, năn nỉ từng người hộ niệm đến họ giúp đỡ cho mẹ mình đi, chứ không phải đặt điều kiện với ban hộ niệm mà mẹ mình được vãng sanh. Nhớ không chư vị? Một phần thành kính, mẹ mình hướng một phần lợi ích, 10 phần thành kính của chư vị, mẹ mình hướng được 10 phần lợi ích. Một phần không thành kính của chư vị phá tan 10 điểm giữ gìn khác. Không thành kính trong đời này, ai là người bảo vệ cho mẹ mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy? Chư vị ơi, nếu thương mẹ phải thương cho trọn tình trọn nghĩa, nếu tin Phật phải tin cho đúng với một người phàm phu này muốn thoát nạn. Nếu chư vị cho rằng là mình ngon lành thì sợ rằng ban hộ niệm có thành tâm đến khai thị hướng dẫn, chưa chắc gì mẹ mình đã cảm ơn đạo giáo, chưa chắc gì mình đã hoan hoan hỷ hỷ và hiệu quả chưa chắc gì đã viên mãn. Rồi sau đó chư vị lại trách trời, trách Phật, trách ban hộ niệm được sao? Mong gia đình suy nghĩ lại cho thật kỹ để mẹ mình hưởng được trọn vẹn sự thiện lợi trong cơ hội này nhé chư vị gia đình. A Di Đà Phật. Yeah, A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là của sư Diệu Âm, và chúng con cũng thành tâm tri ân công đức của thầy Thích Hạnh Phú. Dạ, thầy có giơ tay lại. Thầy nói đi thầy.
Dạ, A Di Đà Phật, đây là câu hỏi của vị thành viên ban hộ niệm. Ý hỏi là nếu mà đến á thì làm sai pháp hộ niệm, mà không đến á thì sợ mất kết oán với cái người mà bệnh ra đi á, rồi là kết oán với họ. A Di Đà Phật, đây là câu hỏi của vị thành viên ạ. Tùy theo chư vị. Mình thấy rõ ràng là mẹ có một người thành viên, mà người thành viên này vô cùng thành tâm, mình phải cố gắng đến hộ niệm. Nhưng mà giao hẹn trước là chúng tôi phải cố gắng hết mình, chứ không biết làm sao. Luôn luôn gặp những trường hợp này, chúng ta nói là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cho bà cụ, chứ tôi không dám bảo đảm gì cả. Mà gia đình nếu công tác vào thì chúng ta hy vọng tràn trề. Chúng ta chỉ làm trong tinh thần của một người quyết tâm cứu người, chứ chúng ta không bảo đảm thành quả được. Chư vị nhớ nhé, nên đi và nói rõ ràng là chúng tôi cố gắng hết sức, chứ không dám bảo đảm. Tại vì gia đình không tin tưởng, gia đình không thành tâm. À, Di Đà Phật. Di Đà Phật, chúng con thành tâm cảm niệm chuyên công đức là của chị Diệu.